Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Có thể là các bạn sử dụng đồ cắt ngón tay này nè, chưa hết tính năng của nó. Nó còn rất là nhiều tính năng của nó mà bây giờ mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn nha. Mỗi khi mà chúng ta cắt ngón tay á thì nó sẽ bị văng móng tay ra ngoài rất là nhiều nha các bạn nha. Đây. Đó, nó sẽ văng tứ tung trên mặt nền như thế này đây. Thì mình có một cách này á, mình sẽ khắc phục cho nó đỡ văng ra ngoài hơn các bạn nha. Thì mình sẽ làm như thế này ha. Các bạn sẽ dùng một miếng băng keo trong nè, hoặc là bất cứ băng keo gì cũng được ha. Các bạn dán vào hai bên hông của đồ cắt ngón tay này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt thử cho các bạn coi ha. Rồi, sau khi mình cắt xong rồi các bạn, thì các bạn nhìn nè. Móng tay nó dính vào bên trong của băng keo các bạn nha. Nó sẽ không văng ra ngoài ha. Đây các bạn nhìn nha. Đó, các bạn thấy không? Cách này rất là hay ha. Công dụng thứ hai là các bạn có thể dùng nó để mà tước dây điện nha. Rồi các bạn thấy không? Rất là bén luôn, cực kỳ hiệu quả nha. Công dụng thứ ba là các bạn có thể dùng nó để mà khui bia, hoặc các bạn có thể dùng nó để mà khui lon sữa cũng được nha các bạn nha. Rất là bén và cũng rất là hay nha các bạn ha. Công dụng thứ tư là các bạn có thể sử dụng mũi dao của nó để mà mở được những con ốc vít như thế này ha. Rất là ok nha các bạn nha. Công dụng thứ năm là các bạn có thể dùng nó để làm đế để điện thoại ha. Rất là hay nha các bạn nha. Và mình đã chia sẻ được 5 công dụng của nó, có thể các bạn chưa sử dụng hoặc chưa từng sử dụng đến những công dụng này của nó thì các bạn cứ áp dụng thử để xem nó có hữu ích hay không nha các bạn nha. Và mình hy vọng rằng 5 cách này sẽ khiến cho bạn cảm thấy thú vị hơn nha các bạn nha. Và video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình để phát triển các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên ấn nút chuông để nhận được thông báo hàng ngày của mình. Mỗi ngày là 8 giờ sáng mình sẽ ra video một lần nha các bạn nha.